Xin chào tất cả các anh chị nhé. Chào mừng các anh chị đã quay trở lại với kênh của mình. Phiên hôm nay thì thị trường chung của chúng ta cũng có một phiên test cung anh chị, phiên đầu tiên test cung. Đấy. Thì phiên test cung thì ở góc độ kỹ thuật á, thì chúng ta thấy rằng là nó cũng khá là thành công. Đấy. Thì tí nữa mình sẽ phân tích thêm. Thì bây giờ là chắc chắn là nếu như mà anh chị quan tâm thì có lẽ rằng là anh chị quan tâm những cái vấn đề đó là tạo đáy. Thì làm thế nào anh chị để nhận biết sớm được cái quá trình tạo đáy là thứ nhất. Và sau khi mà anh chị đã xác định được cái thị trường tạo đáy ấy, thì anh chị cũng muốn mua một cái giá nó mềm, giá đẹp đẹp đúng không? Thì làm thế nào mà mua được cái giá ở vùng đáy nó đẹp đẹp? Mình như nói vùng đáy không phải là đáy gì nhé. Quan điểm mình là không bắt đáy. Và đây là phải xác định được tín hiệu. Xác định tín hiệu thị trường chúng tạo đáy, sau đó chúng ta xác định cái điểm vào cổ phiếu. Đấy, tất nhiên đi. Xác định được cái điểm ở vùng đáy thì nó là cũng không khó nhưng mà cũng không dễ. Đấy, thì đó là những cái mà anh chị quan tâm thì anh chị sẽ lưu ý như vậy. Còn một cái nữa là anh chị cũng lưu ý cho mình rằng là tất cả những phân tích nhận định ở đấy trong video là quan điểm cá nhân của mình, nó không phải là lời khuyên hay là khuyến nghị đầu tư, mong anh chị lưu ý. Còn trước khi đi vào cái nội dung, hai cái nội dung đó là quy tắc vào lệnh ở đáy, ở đấy là mình lưu ý anh chị là vùng đáy. Đấy, quy tắc vào lệnh như thế nào? Ở đây là cái quy tắc để mà anh chị mình đưa ra đấy á, là để anh chị có một cái giá nó mềm, giá nó đẹp. Đấy, là thứ nhất. Thứ hai nữa là cả tín hiệu hiện tại thì thị trường đã có tín hiệu tạo đáy hay chưa, thì mình cũng phân tích với anh chị ở hai góc độ này. Còn phân tích cả cổ phiếu các kiểu thì bắt đáy thì mình không bắt, do đó là như phiên hôm qua và phiên hôm nay thực tế đã là chưa có những điểm nào vào đó anh chị, chưa có điểm vào, do đó nếu như mà anh chị mà có tiền các kiểu thì anh chị không cần phải lo nhiều. Còn trước khi đi vào nội dung đó, chúng ta điểm qua thị trường của phiên hôm nay ấy. Thì phiên hôm nay thì thị trường chúng ta có phiên hôm giảm điểm không đáng kể, 1,42 điểm, tương đương 0,12%. Và chỉ số chúng ta đóng cửa 1.152.43 điểm. Và về mức thanh khoản thì chúng ta thấy rồi, nhìn ở đấy thì anh chị thấy được rằng là cái mức độ sụt giảm thanh khoản là nó có giảm đi 24.56%. Đấy, như vậy giảm gần 25% so với phiên phục hồi hôm qua. Đấy. Còn phiên hôm nay thì có một đặc điểm nữa, đó là cái tây bán cũng khá là nhiều. Trên hồ sê thì họ bán đến 200 hơn 610 61 bao nhiêu nhỉ, xem lại chính xác thì anh chị nhé. Trên hồ sê là họ bán đến họ bán là ở đây lên chỉ thấy là 508 triệu anh chị, khi mình xem nó trước ATC đấy, 508 triệu đấy. Thì đó là về cái phiên hôm nay là anh chị xem về mức độ bán hồ sê là như vậy. Còn cả cái nhóm ngành mà phiên hôm nay tích cực thì có thể nói là nhóm ngành dầu khí, rồi là bán buôn, thiết bị điện tăng khá là tốt. Bên cạnh đó thì một số nhóm ngành như nhóm ngành chứng khoán trừ FTS là tăng tím đúng không ạ? BSI tăng 5.4% và CTS thì tăng nhẹ. Còn lại các cổ phiếu nhóm ngành chứng khoán hôm nay có một quá trình điều chỉnh lại, mức độ không nhiều. Rồi nhóm công nghệ thông tin, xây dựng, bất động sản thì là những cái nhóm điều chỉnh. Đấy, thì mình lướt qua một số ý như vậy thôi. Còn ở đấy thì bây giờ chúng ta đi vào một nội dung chính của chúng ta, đó là có hai cái nội dung. Thứ nhất là các tín hiệu tạo đáy, các tín hiệu tạo đáy và quy tắc để vào đáy. Thì hai nội dung nhưng mình cũng xin phép anh chị là mình lồng ghép ở đây luôn. Thì đầu mình sẽ theo cách thức của mình thì chúng ta đi từ khung độ nhỏ cho đến khung độ lớn để chúng ta phân tích anh chị nhá. Anh chị lưu ý cho mình rằng là mình trước khi phân tích cái nội dung này á, thì mình anh chị phải nhớ cho mình những cái lưu ý như sau. Thứ nhất á, là về cái quy tắc vào lệnh ở vùng đáy á, quy tắc vào lệnh ở vùng đáy á, thì ở đấy anh chị lưu ý cho mình, ở đấy là chúng ta chỉ phân tích thị trường chung, những tín hiệu cho thị trường chung và cách thức vào lệnh cho theo nhịp của thị trường chung. Ở đấy là mình đang nói về thị trường chung anh chị. Đấy, chứ không phải là cho từng cổ phiếu riêng lẻ. Tất nhiên thì thị trường chung nó hầu hết các cổ phiếu thì nó đi theo vận động theo cách thức của thị trường chung. Và cái minh chứng vừa rồi thì anh chị biết rồi, thị trường điều chỉnh nó đang là hầu hết các cổ phiếu nhóm ngành đều giảm hết anh chị nhé. Mình không nói tất cả nhưng mà gần như là 99% đều giảm ở cái nhịp vừa rồi, anh chị thấy điều đó. Thứ hai nữa là anh chị vận dụng những cái mà mình phân tích ở đấy để tìm điểm vào cụ thể cho từng cổ phiếu mà anh chị quan tâm theo dõi. Thì cách thức vận động phân tích của thị trường và phân tích cổ phiếu nó giống nhau thôi, về chiến lược nó giống nhau thôi. Vấn đề là anh chị phải vận dụng cái đó vào
những cái vào những cái cổ phiếu cụ thể. Đấy, đó là những cái quy tắc ở vùng đáy là anh chị lưu ý cho mình như vậy, chứ không phải anh chị bảo hôm sau là anh chị bảo là FTX sao không theo quy tắc đó, hoặc là BSI không theo quy tắc đó. Đó đang không phải là tất cả các cổ phiếu đều tuân theo quy tắc đó, mà 80% là nó tuân theo quy tắc đó, anh chị lưu ý cho mình. Thứ hai nữa là về các tín hiệu tạo đáy á, thì ở đây anh chị lưu ý cho mình trước á, là mình nói trước đấy là ở đấy là không phải, ở đấy là mình không khẳng định là vùng đáy, mà là mình đưa ra các cái tín hiệu đấy chứ ạ, có các tín hiệu đã tạo đáy, các tín hiệu anh chị nhé. Đấy, còn việc mà thị trường có tạo đáy ở vùng này hay không á, thì chúng ta phải chờ vào cả cái phiên xác nhận sắp tới đấy, và đặc biệt là những cái diễn biến trong phiên. Đặc biệt anh chị quan sát cái vận động theo cả cái mẫu hình như mình thường chia sẻ với anh chị, đó là có thể mẫu hình hai đáy, ba đáy, hoặc là mẫu hình vai đầu vai ngược đấy, hoặc là mẫu hình biên độ thu hẹp đấy. Như vậy có bốn cái mẫu hình mà ở đáy á, là thường nó xuất hiện những cái mẫu hình như vậy. Rồi, tất nhiên thì những nhiều cổ phiếu sẽ tạo đáy ở trước thị trường chung và sáu nhịp chỉnh vừa rồi đấy, anh chị lưu ý. Và như là để mua một cổ phiếu thì có giá tốt, thì ở đây chúng ta phải xác định được là cái xu hướng của thị trường chung đã tạo đáy hay chưa. Và khi anh chị đã theo dõi được một số cổ phiếu anh chị quan tâm nhịp vừa rồi, hiện nay thì anh chị xác định, khi anh chị đã xác định thị trường đã tạo đáy, là xác suất thắng của anh chị là đã trên 70% là thị trường tạo đáy ạ, thì việc của anh chị là anh chị chuyển sang cổ phiếu, anh chị phân tích tương tự như vậy để anh chị tìm điểm vào đấy. Thì đó là về cách thức là nói như vậy. Còn bây giờ chúng ta sẽ phân tích ở cả khung độ nhỏ, ở mình sẽ phân tích cho anh chị ở cả khung độ nhỏ trước. À, khung độ nhỏ, khung độ ngay trước anh chị, à, khung độ 30 phút trước anh chị nhé. Đây đấy, thì về yếu tố kỹ thuật thì ở đây, à, cái này thì mình đang sử dụng khung 30 phút, à, mình chuyển sang 30 phút trước anh chị này. Đấy, mình cho anh chị xem này. Tức là đây là một cái đường kênh giảm. Đấy, thì hôm qua mình có chia sẻ với anh chị rồi. Thị trường sẽ có nhiều cách, vấn đề là anh chị sẽ xem một cái khối lượng á. Thì sau phục hồi hôm qua thì anh chị thấy rằng là phiên sáng nó test lại đúng không ạ? Phiên sáng nó test lại này. Test lại đến có 30 phút thì mỗi phiên nó sẽ có 10 cái nến anh chị nhá. Có đến là 4 cái nến test lại. Đấy, và anh chị nhìn vào khung ở đây thì anh chị thấy là sự biến động của phiên sáng là nó test 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 lại đúng không ạ? Test lại test test lại đây. Đấy, test chi mà test làm thế đúng không ạ? Tức là có 4 cái nến test lại. Khối lượng anh chị thấy nhỏ không ạ? Anh chị nhìn ở đây là thấy khối lượng nó nhỏ này. Đấy, không biết anh chị có khó nhìn hay không? Khối lượng nó nhỏ này. Và sau đó nó cân bằng được ở cái vùng là mấy ạ? Vùng 1142 anh chị này. Có đến mấy ạ? 4 cái nến tạo vùng nền ở đây. Thì sau vậy cái này thì anh chị thấy rằng là có một cái nến thứ 8. Cái nền thứ 8 là cái nền xanh khối lượng lớn đây. Tức là cái nền 7, 8, 9, 10 là 4 cái nền cuối của phiên giao dịch hôm nay, thì anh chị thấy được là khối lượng nó rất lớn so với cái quá trình test lại khối lượng nhỏ. Cái này mình thường xuyên chia sẻ với anh chị rồi. Và anh chị kẻ cái đường này mình kẻ đang tương đối thôi. Thì có thể cái này là nó mình kẻ rất chính xác lắm. Nhưng mà về cơ bản là đúng đúng ạ. Thì anh chị thấy rằng là có phải cái nền thứ 8 nó break khỏi cái đường trend giảm ngắn hạn đấy không? Đúng ạ. Và anh chị thấy là khối lượng của cái thứ 8 này có phải là khối lượng lớn không? Đúng ạ. Đấy. Thì đến cái số 9 thì anh chị thấy đang là một cái cây mà gần cuối phiên đấy, thì thị trường có sự dao động rất là mạnh. Và khi đó nó test lại đường trend giảm này, anh chị nó test lại, anh chị thấy nó chạm ngay đường trend giảm chưa, nó rụt lên được, nhưng mà cái biến đồ này nó còn rất là lỏng lẻo, chứng tỏ rằng nguồn cung bán ở phía này nó cũng rất cao, tức là cũng nhà đầu tư chốt cắt lỗ ở vùng này cũng khá nhiều đấy, chốt lời cắt lỗ thì không biết đúng không ạ, nhưng mà biến rất lớn, khối lượng lớn. Thì đến cái cuối cùng thì ở cái ATC thì cũng kéo lên, nhưng mà cái này chưa nói lên ý nghĩa gì nhiều, bởi vì cái mức độ tăng là như là nó yếu, thể hiện ở một cái nến là nó biến đồ nó mỏng và khối lượng nó nhỏ đấy. Thì sau những tín hiệu này anh chị này, khi nào giá nhảy qua, ví dụ như giai đoạn này anh chị không bắt đúng không ạ, mình lại ví dụ là cái giai đoạn này anh chị không bắt này, vì sao? Bởi vì nó đang trong một cái xu thế giảm, anh chị không bắt này, vùng này anh chị không bắt này, thậm chí những cái này anh chị không bắt này, bởi vì nó vẫn đang nằm dưới kênh giảm. Thì bây giờ anh chị đã có những tín hiệu là vượt, có những tín hiệu tích cực ở đây đấy, thì anh chị đấy là thấy khối lượng tẹt lại khối lượng nhỏ, thì sau đó nó bứt lên á, thì anh chị vẫn chưa mua. Ở khung độ nhỏ là nó đáng như vậy, anh chị vẫn chưa mua, chưa mua đấy, chúng ta nói về thị trường chung anh chị, nhưng mình không nói đâu đánh đông với tất cả cổ phiếu. Và anh chị sẽ chờ chờ như thế nào, anh chị sẽ chờ là khi mình xóa này anh chị nhá, anh chị sẽ chờ chờ khi nào mà có quá trình test lại sau những quá trình dao động như thế này này, thì thường nó có quá trình test lại, có thể là test lại vùng này 1140 một lần nữa đấy, có thể anh chị nhá,
hoặc là nó thu hẹp cái biến độ đấy, hoặc là có cách thức vận động như thế này. Đây, cách thức vận động như vậy. Thì nếu như vậy thì nó sẽ hình thành cái mẫu hình là biến độ thu hẹp ở mức độ nhỏ đây. Và sau khi nó hình thành cái biến độ thu hẹp ở đấy thì sẽ có một cái nến là break out khỏi vùng này. Khỏi vùng này, vùng kháng cự yếu nhất ở đây là cái vùng 1150, thì sẽ có một cái nến break out lên đây. Đúng không ạ? Một cái nến break out lên đây. Và khi có một cái nền break out này á, thì anh chị xem quán khung đồ nhỏ này là anh chị sẽ bắt được ở vùng này, anh chị sẽ mua được ở vùng này. Đấy, tất nhiên mua như thế, nếu cách thức vận động này thì mua như thế này thì có thể lên ở vùng 1160, nó có thể kéo lên 1660, nó sẽ test lại 1150 một lần nữa. Đấy, chứ không phải là khi nó mới xác nhận xu thế đi lên tiếp. Đấy, thì nó có rất nhiều cách thức vận động, nhưng mà đấy là một cái điểm để anh chị mua. Vì sao mua điểm này? Bởi vì khi anh chị mua điểm này á, là anh chị sẽ có một cái vùng bảo hiểm ở phía dưới này, tức là vùng nền này. Đấy, ở khung đồ nhỏ là như vậy. Và sâu hơn nữa thì anh chị sẽ có một cái đáy 1130 ở vùng này để mà anh chị chứ. À, để mà anh chị sẽ có một cái vùng bảo hiểm như thế này. Còn khi mà anh chị mà mua ở đấy không thành công á, có những trường hợp mà không thành công á, thì thủng cái vùng đáy 1130 này thì anh chị phải cắt lỗ ở đây vùng này. Đấy, thì đó là lý do vì sao như vậy. Đó là một cách thức và nó có thể hình thành cái biên độ thu hẹp. Là thứ một, thứ nhất anh chị. Còn nếu như phiên ngày mai, mình lấy ví dụ như phiên ngày mai nó tăng lên luôn 1160 hoặc tăng lên 1170, không biết, ví dụ nó tăng lên kiểu như vậy, thì anh chị cũng không mua. Như thế này là anh chị không mua. Và anh chị chờ nó quá trình test lại. Đấy, chờ quá trình test lại. Và khi quá trình test lại này, anh chị lưu ý cho mình đang là cái quá trình tăng này anh chị này. Quá trình tăng này này là khối lượng phải tăng lên đấy, so với quá trình này là thứ nhất. Nhưng mà quá trình rủ lại này này, quá trình test lại này thì khối lượng phải giảm xuống. Đây, thì khi đó là anh chị sẽ mua ở quá trình test lại vùng này là một phần. Ví dụ anh chị muốn mua 10.000 một cổ phiếu nào đó thì anh chị lấy 30%, sau đó nó xác nhận đi lên thì anh chị lấy thêm 30%. Đấy, kiểu như vậy, sau đó nó vượt lại vùng này thì anh chị lấy hết số lượng còn lại. Đó là cách thức để chúng ta mua ở cái vùng giá hiện tại là cái cách thức và nguyên tắc là nói như vậy. Còn cái tín hiệu mà tao đẩy là mình đã nói anh chị rồi, mình mới nói xong đó. Đấy, thì có thể là nó thể hình thành mẫu hình biến độ thu hẹp hoặc là cái này như vậy, nhưng mà xác suất cao là nó đã có quá trình là có những tín hiệu tạo đáy ở đây rồi. Đấy, thì vì sao như vậy, vì sao như vậy thì anh chị lưu ý cho mình cái giai đoạn vừa rồi anh chị thấy rồi. Mình lấy ví dụ như anh chị ở khung đồ nhỏ á, là anh chị cũng thấy ở giai đoạn vừa rồi mình cái giai đoạn này anh chị thấy này. Đấy, anh chị thấy chưa, tức là khi nó break out lên á là chúng ta chưa mua, nó break out lên cái đường trend giảm á là chúng ta cũng không mua. Và chúng ta thấy đang nó test lại. Và khi anh chị thấy test lại này, vấn đề là anh chị nhìn thấy khối lượng nó tăng ở đây, sau đó test lại khối lượng nhỏ. Và anh chị thấy cân bằng ở vùng này là khối lượng nhỏ này. Thấy chưa, khối lượng nhỏ. Thì anh chị mua ở vùng này thì anh chị phải xác định được hai việc. Thứ nhất là nó đã thoát khỏi đường trend giảm là thứ nhất. Thứ hai là nó đã hình thành một cái mẫu hình vai, đầu, vai. Cái này thì mình đã chia sẻ anh chị rồi. Thì anh chị sẽ có một cái vùng mua ở vùng 1160 ở đây. Đúng không ạ, nó test lại 1160 ở đây là anh chị mua, đúng không ạ. À, xin lỗi, 1170. Và nếu như anh chị không mua được thì anh chị chờ nó tăng lên luôn, anh chị không mua. Không mua vùng này thì anh chị chờ lên nó chứ. Nó gặp vùng kháng cự này anh chị thì nó test lại. Và khi anh chị thấy rằng là nó vượt lên thì có phải là khối lượng đấy nó lớn không? Anh chị nhìn thấy khối lượng nó lớn không? Nhưng mà nó rủ lại thì anh chị thấy rằng vậy, nó là khối lượng nhỏ. Nếu như anh chị không mua đấy thì anh chị sẽ chờ cái phiên mà nó phá vỡ cái cấu trúc nhỏ này. Tức là thực tế ra đấy là một mẫu hình vai đâu vai, nhưng mà nói về biến độ thu hẹp thì anh chị thấy rằng đấy là một cái mẫu hình biến độ thu hẹp ở mức độ nhỏ đấy anh chị này. Có phải biến độ này lớn không? Đúng không ạ? Sau đó nó lên này, nó rủ lại này, rủ lại này đấy, và nó lên này, rủ lại này đấy. Thì thực tế ra đấy cũng là một cái biến độ thu hẹp anh chị nhé. Đấy cũng là một cái biến độ thu hẹp đấy. Thì anh chị mua cái này là cũng khá ok cái này đấy. Thì đó là cách thức vào lệnh và cái điểm để anh chị nhìn cái tín hiệu ở khung đồ nhỏ là nó như vậy. Còn bây giờ nếu như mà anh chị chuyển sang khung đồ lớn hơn á, khung đồ lớn hơn ví dụ như chart 1 giờ, thì nó tương tự như vậy thôi. Nó tương tự kiểu thành cách thức như vậy. Và cái cách thức này nếu như anh chị chọn vào từng cổ phiếu cụ thể thì có thể nói rằng là nó cách thức của nó là như vậy thôi anh chị. Sao vậy nhỉ? Mình chuyển qua lại đấy thôi nào. Rồi. Đây. Anh chị thấy chưa? Đấy, 1 giờ thì nó cũng như vậy thôi, cũng không có gì là cũng khác biệt lắm. 1 giờ thì anh chị thấy rồi, những cái tín hiệu hiện tại chúng ta thấy là nó khá là ổn này. Đấy, khá là ổn. Đấy, ví dụ như đây này, lỏng lẻo lên này, một cái vốn lớn này. Giảm lại anh chị thấy có hai cái nến này. Khung giờ thì một phiến có năm cái nến thôi. Anh chị thấy hai cái nến đâu là cái nến test lại khối lượng nhỏ này. Ba cái sau phục hồi khối lượng lớn này. Đấy, nhưng mà xác suất này nó còn lỏng như thế này á thì thường nó sẽ chưa lên.
thường nó sẽ chưa lên cái gì nhá, mà nó sẽ cả quá trình tích lũy lại. Thì đó là về khung đồ nhỏ và cách thức những cái tín hiệu là mình đã trình bày với anh chị, và cái cách thức anh chị vào là mình đã chia sẻ rồi. Như vậy thì có nhiều cách để anh chị vào. Như vậy là có thể như lúc này mình nói là vượt 1.150 đây. Lúc này. Đấy, khung đồ nhỏ mình nói là 30 phút mình nói rồi, đó là một cách. Một cách nữa là gì ạ? Nó vượt cái vùng 1.160 đây. Nhưng mà giờ cái stop loss của anh chị sẽ là 1.130. Đấy. Nhưng mà cái vùng mà để đánh ngắn á, giai đoạn này nếu như anh chị đánh ngắn thì cái vùng để anh chị chốt lời sẽ là cái khoảng đến này, 1.180 đến vùng này, cái khoảng như vậy. Tùy vào cách thức vận động nếu có thể xảy ra không. Ở đây chúng ta đang nói những kịch bản tích cực cái gì nhé, ở những kịch bản tích cực. Còn những cái tín hiệu mà tao đáy ở khung nhỏ, ở khung 1 giờ lớn hơn 1 tỷ đấy anh chị cũng thấy rồi, nó đã có đấy anh chị nhé. Đấy, anh chị thấy chưa, cái nền cuối cùng anh chị này, cái nền thứ 9 này của khung giờ là nó đã break qua này, đúng không ạ? Nắm cái nền thì cái thì thứ tư đấy, thứ tư là nó đã break qua và sau đó nó test line này, nó phục hồi lên này. Đấy, thế đó là về khung đồ nhỏ. Còn chuyển ra khung ngay thì những tín hiệu. Vì sao mà chúng ta cần phải có những tín hiệu? Ví dụ như là có thể là nó sẽ đi ngang một cái vùng một số phiên. Vì giai đoạn vừa rồi là anh chị biết, cái giai đoạn một số phiên này thì cái giai đoạn này anh chị sẽ rất không mua được. Bởi vì anh chị không, nếu như khung ngay anh chị rất là khó để anh chị mua. Bởi vì giai đoạn này chúng ta không đánh thì chúng ta đánh dài được, và chúng ta phải đánh ngắn, đúng không? Đánh ngắn thôi, bởi vì cái kháng cự phía trên của nó là rất gần. Chính vì về đánh ngắn anh chị thấy, nếu như khung ngay thì anh chị thấy nó, anh chị kè cái đường này này, cái đường xu hướng giảm này, nó break khỏi đường này ấy, thì anh chị sẽ mua cái này. Ví dụ anh chị sẽ mua cái ngày 17 tháng 8, đúng không ạ? Tức là nó phải nhảy qua đường bên kia, nó có cái phục hồi khối lượng tốt này, test line này, đấy, nhảy qua đường trend giảm ngắn hạn á, thì anh chị mua cái này. Nhưng mà nếu như anh chị mua cái này thì giá thương cao, do đó anh chị phải chuyển xuống cái khung đồ nhỏ hơn để anh chị tìm những cái mẫu hình hoặc là những tín hiệu sớm để anh chị vào. Đấy, những tín hiệu sớm để anh chị vào, đúng không ạ? Đấy, thì đó là một cái kỹ thuật mà mình thấy rằng là nó khá ok. Còn giai đoạn hiện tại như thế này, nếu như khung đồ lớn á là anh chị vẫn chưa vào được. Đấy, khung đồ ngay anh chị chưa vào được. Mình lấy ví dụ anh chị kẻ đường này, vẻ vời hơi nhiều anh chị nhá, anh chị kẻ đường này. Đấy, thì anh chị kẻ đường này thì có phải là anh chị phải chờ nó nhảy quá, anh chị phải chờ giá nhảy quá đường trend giảm ngắn hạn ở đấy thì anh chị nhảy sang bên này, thì anh chị mới tìm điểm mua bên này được, đúng không ạ? Không biết là vùng nào, nhưng mà cái cách thức là nó như vậy, đúng không? Anh chị phải chờ nó vượt quá đường bên này. Bởi vì chúng ta cũng không loại trừ một cái khả năng là nó sẽ phục hồi lớn đến cái đường trend giảm này, sau đó nó giảm tiếp. Đấy, chúng ta không loại trừ khả năng này. Do đó là giai đoạn này chỉ là đánh ngắn thôi. Thì anh chị phải sử dụng một cái khung đồ nhỏ hơn. Đó là anh chị phải sử dụng cả cái cấu trúc nhỏ, đặc biệt là anh chị quan sát cả cái tín hiệu đảo chiều khung đồ nhỏ, anh chị có thể đánh tế công các kiểu, thì anh chị sẽ lần vận dụng những cái đó, anh chị tham gia vào như thế này để một nhịp lên anh chị chủ trả thôi. Còn mà để mà đánh quá cái này á, thì đó nó phải vượt qua cái này, tức là ông phải vượt qua sạc thôi, đúng không ạ? Thì kiểu như vậy thì nó mới có thể có một điểm để đi tiếp, để tính xa hơn. Còn ngắn là phải như vậy, anh chị phải sử dụng ở cái khung đồ nhỏ. Đấy, thì đó là lý do vì sao mà mình trình bày với anh chị ở cái cách, cái quy tắc vào lệnh ở vùng đáy để nó như vậy. Đấy, làm thế nào nhưng phải có giá đẹp, nhưng phải cái biến của nó phải an toàn. Đấy, thì đó là về thị trường chúng thì mình xin phép, và cả cổ phiếu thì mình xin phép chia sẻ thêm anh chị như vậy. Vì sao mà anh chị lưu ý cho mình rằng là mình nói đấy thì mình mở thêm một tí, đó là vì sao mà chúng ta không loại trừ là nó sẽ hồi lên đâu đó khoảng 1.180 hoặc 1.175 đấy á, là nó sẽ giảm lại. Thì cái này thì ở video ngày mai, bởi vì giờ đến mai chắc chắn là nó sẽ không vượt lên đây được. Do đó là video ngày mai cuối tuần mình sẽ chia sẻ với anh chị lý do vì sao mà có những nhà đầu tư là họ đưa ra những quan điểm là gì nè, ở cái vùng hỗ trợ này họ đang chờ mua vùng này này, ví dụ 1.100 này, lý do vì sao. Rồi là gì ạ? Lý do vì sao là 1.075 này? Bởi vì mình không loại trừ khả năng này nó sẽ giảm đến, tăng phục hồi đến đường trend giảm này, nó sẽ giảm về đây đấy không chị? Đấy, rồi lý do vì sao có những nhà đầu tư là bảo là như thế nào? Đáng chờ mình phải chờ 1.050. Thực tế ra thì anh chị đưa ra những cái lý lẽ là 1.100 hoặc 1.070, 1.050 là anh chị thấy những cái vùng này thôi. Nhưng mà bản chất sâu xa của nó là không phải đơn thuần như vậy. Thì ở video ngày mai mình sẽ chia sẻ thêm với anh chị những cái này nếu có thời gian. Đấy, thế đó là những cái anh chị lưu ý. Còn bây giờ chúng ta đi vào một số nhóm cổ phiếu thì hiện tại thì quan điểm thì mình cho rằng là nếu đánh ngắn thì có thể là phiên đầu tuần sau thì có thể có một số cổ phiếu có thể điểm vào được. Nhưng mà hiện tại thì mình cho rằng là chưa có những cổ phiếu nào có thể mua được. Đấy, mình không nói về bắt điểm bắt đáy gì nhé. Có thể có tín hiệu tạo đáy thì có vào như lúc này mình chia sẻ được. Thì chúng ta phải chờ ở khoảng video khoảng đầu tuần sau hoặc giữa tuần sau thì mình cho rằng là khả năng sản xuất sẽ cao.
Còn mà để mà ít nhất phải 3 phiên nữa anh chị ạ. Còn để ví dụ như hôm qua thì cũng có một chị khách hàng của mình cũng có khoe là bắt đáy là cái sàn của SSI ở cái này anh chị này, hàng về chiều hôm qua đấy. Này, hàng về chiều hôm qua, tức là chị có một khoản lợi nhuận là hơn 5%. Đấy. Thì thực tế ra là cùng là một cách thức để ăn máy thôi, bắt đáy đó ăn máy thôi, bởi vì là đấy là một không có một lý do gì mà không có một cơ sở nào để mà bắt ở phiên cái sàn ở phiên ngày thử ngày kia mà chiều hôm qua hàng về để mà chốt lời 5% được, thì tức là ngày phiên ngày 25 tháng 9 vừa rồi anh chị, bởi vì anh chị thấy là cái đấy là hỗ trợ nhưng thực tế đó không phải đâu. Nếu kiểu như thế này á thì nhiều đấy là ăn máy thôi, còn nếu thực tế ra mà bắt như vậy á là không có một cái cơ sở gì hết. Nói là giảm sàn 3 cây thì thị trường cổ phiếu sẽ quay đầu lên là chưa hẳn đâu, cái đó là cái nhầm lẫn rất là nguy hại đấy, cái đó là cái ăn máy thôi. Rồi là khoe khoang tất nhiên mình nói là thì chắc chắn có chị đó tham gia, chị đó cũng có theo dõi kênh, nhưng mà thực tế đó mình cũng nói là như vậy là ăn máy thôi. Lần sau thì mình quan điểm mình khuyên lần sau không nên như vậy thôi, bởi vì không có một cái cơ sở gì hết. Nói đây là một hỗ trợ chắc chứ đây là một hỗ trợ đúng không, anh chị xem lại lịch sử của nó là thế đúng không, do đó là những cổ phiếu này như thế này đang còn dao động như thế này anh chị phải chơi, có thể là nó sẽ anh chị tìm những cái điểm cân bằng để anh chị có thể là tìm điểm nhấn vào. Còn 6 phiên hôm nay như thế này thì nó cũng rất là nguy hiểm, cũng cũng có những cái rủi ro nó tồn tại sẵn anh chị nhé. Mình đang phân tích một cổ phiếu nhóm ngành chứng khoán nó là SSI, thế anh chị nếu như xem ở khung đồ nến á thì có thể đấy là một cái biến dạng của nến HNMI giảm giá hay không đúng không ạ, đúng không ạ, có phải phải sau cái cây phục hồi hôm qua thì cây này cũng có thể đấy là một biến dạng của cây HNMI giảm giá đấy, do đó là mua hôm qua, hoặc là có những nhà đầu tư tiếp bảo là khi nó thủng MA50 đấy thì có thể là gì? Chúng ta canh mua ở thủng MA50 thì đã cái này là 50-50 đấy, thì mình chuyển sang cũng chart 3 thanh theo thanh 3 để mình phân tích. Thì anh chị sẽ chơi những cái điểm mà nó sẽ phá vỡ cả cấu trúc. Mình lấy ví dụ cái giai đoạn này gì này, thấy nó phục hồi lên này, nó test tùng các kiểu, nhưng mà sau đó nó phải có một cấu trúc, và nếu như anh chị mua những vùng này thì anh chị phải sử dụng ở cái khung đồ nhỏ, thì anh chị sẽ có những cái điểm vào rất ok đấy. Còn kể cả có những cái cấu trúc lịch sử nó lặp lại luôn đấy. Đây này anh chị thấy đang là cái quá trình này này, nó giảm nhá, nó giảm, quá trình này nó phục hồi, tất nhiên bối cảnh này nó khác bối cảnh hiện tại, nhưng chúng ta thấy rằng là nó sẽ có quá trình test lại, và yêu cầu là test lại khối lượng phải nhỏ. Thì anh chị mà nhìn ở đấy là như thế này thì nó chưa có điểm gì mà chắc chắn anh chị sẽ mua được, ví dụ như mua ngay 2 tháng 3 hoặc là 3 tháng 3 đấy cả. Nhưng mà nếu như anh chị xem ở đấy mà khung đồ nhỏ thì anh chị sẽ nhận được một cái mẫu hình, đó là mẫu hình vai đầu vai ở đây, và cái khối lượng ở vai đầu vai đấy thì vai bên phải là nó đã kiệt dần, thì anh chị sẽ có một cái điểm mua đây. Còn nếu như anh chị không mua được những ba cái nền test line này thì anh chị có thể mua cái này, tức là cụ thể mua cái ngày 7 tháng 3, nhưng ngày 7 tháng 3 thì anh chị cũng không mua cao thế này, mà anh chị khi nó bứt cái vùng đỉnh của cái phía này như này, cái phía ngay mà sản phục nhau hồi này là ngày 1 tháng 3 thì anh chị sẽ mua được, và anh chị vận dụng vào cái cấu trúc nhỏ ở khung 30 phút và khung 1 giờ là anh chị mua sẽ rất ok, cái giá này rất là đẹp. Tất nhiên sau khi mua xong thì cổ phiếu vẫn có khi những lúc đó nó lại quay đầu tẹt lại tẹt lại vùng nền này đúng không ạ, chứ không hoàn là ăn ngay đâu, sau đó nó sẽ tiếp tục là đi lên đấy, và lịch sử của nó là luôn có như vậy. Như nhá, lịch sử anh chị xem lại đây, anh chị thấy này, nó phục hồi này, tức là nó phục hồi lên và nó gặp vùng kháng cự, nó phục hồi rất tốt đấy gì nhá, khối lượng nó khá ổn, nhưng sau đó nó phải tẹt lại ngay vùng đáy trước đấy, và nó phục hồi phía sau. Phục hồi như thế này thì anh chị sẽ riêng cây này anh chị cũng không mua được, lý do vì sao thì anh chị nhìn được khung đồ nhỏ là nó sẽ chưa hình thành cái mẫu hình gì hết, nó chưa vượt được cái vùng này thì đấy không phải là cấu trúc chứ hai đáy đấy. Nếu như anh chị nhìn thế này là chị nếu như mua thì chẳng qua cũng ăn may thôi, mình lại ví dụ như đây là hai đáy này, một đáy này lên này, hai đáy này, thì anh chị có mua cái này hay không, anh chị không mua được và anh chị phải chơi một cái ở đáy số 3 ở đây, và chơi cái này thì anh chị quan sát khung đồ ngay ấy, là rất khó, rất khó để bởi ở khung đồ ngay, và anh chị phải chơi một quá trình đây là anh chị xem ở khung đồ nhỏ đó là mẫu hình vai đầu vai đấy, tức là ở khung đồ 30 phút và 1 giờ nó thấy rất rõ đấy, và lịch sử luôn lặp lại như vậy chị. Đây này anh chị thấy chưa, nó phục hồi này, sau đó tẹt lại này. Ví dụ cái này vẫn cái này cái tẹt lại là gần như là phủ nhận hoàn toàn của cái phục hồi phía trước, sau đó nó còn rủ thủng đáy phía trước này này, thủng đáy phía trước thì ở khung đồ nhỏ là anh chị sẽ nhận được một mẫu hình là vai đầu vai đấy, thì anh chị sẽ bắt được ở vùng này đấy, thì đó là cái cách để chúng ta mua ở khung đồ nhỏ là nó như vậy. Tất nhiên cái này thì anh chị phải có thời gian để mà cánh cánh đó, anh chị phải quan sát được khối lượng đóng phiên, tức là cũng mất khá nhiều thời gian chứ không có đơn giản. Còn nếu như anh chị mua theo khung chart ngay thì anh chị rất dễ, anh chị chơi cái này anh chị mua cũng được, thậm chí là anh chị lên mua cái này cũng ok. Tất nhiên cái giá ở đấy thì nó thì không mềm bằng những vùng này đúng không ạ, nhưng mà rõ ràng chúng ta được cái này chúng ta phải mất cái kia
Đấy, thì đó là về cái cách thức vận động của cổ phiếu là nó như vậy. À, đối với hiện tại nó chưa có những tín hiệu gì để mà mua cả. Đấy. À, rồi HCM vậy. HCM thì hôm trước mình có vẽ sẵn anh chị đây này. Đấy, mình có vẽ sẵn anh chị đây này. Đấy, có thể là nó không thể đi theo cái mô hình này, nhưng mà đấy là một cách thức. Có thể là cái này nó có thể quá trình này có thể nhỏ hơn so với cái kỳ vọng mình đã đưa ra đấy, một cách thức vẽ vận động thôi. Đấy, anh chị thấy chưa? Phục hồi lên này. Đã rủ lại rồi anh chị, có thể quá trình này đang rủ lại đây, đấy là đang cành này đấy rồi. Tức là cái cách thức vận động thôi, tức là nó có thể đi theo cái cách thức như thế này. Và khi đó là anh chị sẽ có một cái điểm mua, đây là một này, điểm mua đây là hai này. Đấy, và điểm break sau này tức là 3 điểm. Đấy. Break là break chứ cũng 30 phút 1 giờ anh chị nhá. Cái break một ngày mà cũng cản đấy rõ ràng là anh chị sẽ không ăn được đâu. Đấy, đánh break ở đấy mà lên đây thì rõ ràng là anh chị sẽ không ăn được đâu. Đấy, thì đó là về trong chứng khoán mình phân tích qua với như vậy là anh chị xem. Còn về ngân hàng thì ví dụ như chúng ta xem chúng ta phân tích thị trường thôi. Như con Vietcombank thì hiện tại nó còn cùng là khá dao động anh chị. Con này thì hiện tại là giá đang nằm dưới tất cả các đường MA 10, MA 20, MA 50. Đấy, tất nhiên trên MA 50 à 100. Nhưng mà hiện tại nó còn lao dao động lòng lẻo thì để mà nó ok là cổ phiếu này nó phải siết chặt lại và khối lượng phải nhỏ xuống thì biến độ phải chặt hẳn thì nó mới lên. Tất cả các trình như vậy. Đây anh nhìn này, biến độ nó phải nhỏ này, thì nó mới lên được một khúc này này. Biến độ nó mới nhỏ nó mới lên này. Biến độ nhỏ thì nó mới lên này. Đấy, còn nếu mà lỏng lẻo nó sẽ không lên. Lỏng lẻo như thế, lỏng lẻo không? Lỏng lẻo nó khoảng một phát này nó mới lên này. Đấy. Thì giá đoạn này nó lỏng. Đấy, giá đoạn này nó lỏng nhưng mà nó sẽ lên. À. Giá đoạn này nó lỏng nhưng mà nó lên được anh chị này. Đấy, cái này cái trường hợp này nó sẽ không nhiều. Cái trường hợp này thì nó không nhiều, nhưng mà anh chị thấy lỏng lẻo là nó sẽ không lên được. Đấy, thường nên nói như vậy. Nhưng anh chị xem xét những cổ phiếu này. Cổ phiếu này hiện tại mình cho đang khá là khó phân tích. Đấy, hiện tại còn cả cổ phiếu như VPBank đang xu hướng thường lên, nhưng mà cửa lên để bán được là chưa cao. Để mà đánh đấm các kiểu tế công đấy, chỉ cần nhắc thêm ở khung chart nhỏ. Còn mình như thế này anh chị phải chờ xem những tín hiệu ở tức là nó lại hình thành thành cả cấu trúc, mà nó phá vỡ cấu trúc đó anh chị tham gia. Ví dụ như đây, nó có phiên xác nhận anh chị này, sau đó nó rủ lại này. Rủ lại nó đang còn dao động thì nó phải chặt chẽ lại. Chặt chẽ lại anh chị thấy đang là nó phải có một phiên test cung. Đấy, thì sau đó anh chị xem anh chị chờ phiên phá vỡ cấu trúc này. Tức là nó có một cái cấu trúc giả đây, tức chúng ta còn gọi là inside bar đấy, thì tức là cấu trúc sideways, thì chúng ta chờ phá vỡ cấu trúc thì chúng ta sẽ mua cái này. Đấy, ví dụ như vậy đúng không ạ? Chúng ta phải chờ quá trình phá vỡ cấu trúc như vậy. Đây cũng vậy thôi, tức là nó phục hồi lên rất mạnh nhưng mà nó còn rủ lại, nó phục hồi như cái này nó phục hồi rất là lớn nhưng mà nó còn tẹt lại vùng đáy, nó đã đi ra đi trước đó này. Sau đó nó phải hình thành một cái cấu trúc và nó sẽ phá vỡ cấu trúc phía sau. Tất nhiên anh chị thèm mua khi nó phá vỡ cấu trúc giá cao thế này thì cái giá nó sẽ không êm, mà giá muốn êm thì anh chị phải chờ một cái anh chị sẽ quan sát ở một cái khung đồ đó là 30 phút và 1 giờ. Như mình chia sẻ nó sẽ có cả cái mẫu hình ở đây, anh chị sẽ có một cái mẫu hình vai đầu vai ở khung đồ 30 phút và 1 giờ ở đây để anh chị có một điểm vào đây. Đấy, thì đó là về dòng bánh thì mình phân tích quá như vậy thôi. Còn dòng bánh hiện tại thì khá là tay công bánh hôm nay kéo nhưng mà nó còn rất khá dao động anh chị nhé. Đấy, thì đó là về dòng bánh. Còn cả cổ phiếu như dòng thép thùng thì mình cho nó cũng đáng giống như kiểu của dòng chứng thôi. Nó hôm nay phục hồi nhưng mà để mua là chưa có đâu. Anh chị cần phải chờ thêm. Tất cả các cổ phiếu gần như là cơ bản như vậy, mình phải xem qua như vậy thôi. Bất động sản vậy, phiên hôm qua phục hồi nhưng hôm nay nhà kháng điện kéo lên nhưng mà nó chưa có hình thành một cái cấu trúc giá nào cả. Đấy, muốn lên nó phải có một cấu trúc giá gì. Đấy, phải có một cấu trúc. Đấy, giống như đây này, nó phải có một cấu trúc chặt chẽ lại thì anh chị sẽ có một cái mẫu hình mua đấy. Là vai đầu vai ở đây. Đấy, nếu như khung đồ nhỏ thì anh chị mới thấy thôi, còn khung đồ lớn anh chị sẽ rất là khó nhìn ra cái này. Đấy, thì nó đánh ngắn anh chị lưu ý cho mình như vậy. Tương tự như vậy đối với DG này, đang tẹt line này, đất xanh đang tẹt line này. Đấy, rồi ví dụ như Nam Long vậy này, Nam Long hôm nay phục hồi này. Chỉ có Nam Tư Liêm hôm nay vượt đỉnh này đúng không ạ? Phát đạt, đấy cũng đang phục hồi lên nhưng mà khả năng là nó tẹt line rất cao. Thì trên đây là một số phân tích nhận định đấy về cái cách thức để mà anh chị mua ở vùng đáy anh chị nhé. Và mình trình bày một số tín hiệu mà thị trường đã có những cái nhịp tín hiệu tạo đáy, thì hy vọng rằng là những phân tích đó anh chị sẽ vận dụng được vào trong quá trình đầu tư. Tất nhiên nếu như anh chị nào chưa nhiều kinh nghiệm chắc chắn là cũng sẽ khó. Đấy, thì mình thường thường phân tích cho chiến lược và cách thức để anh chị mua bán ở những thời điểm và những cái cần trong từng mỗi giai đoạn thôi, còn mình không phân tích hết cả cổ phiếu đâu, chủ yếu là về phân tích cách thức. Thì rất là cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp anh chị trong những video lần sau, video ngày mai, video cuối tuần.